thằng là đường Canterbury ấy. Cái máy nó dùng gì vậy? Cái này Microsoft. Microsoft hả? À. Mua nhiêu tiền? 2000. Ít. Ghê vậy. Mua năm 2017 ấy. Mua 2000 bạc. 2000 ớ, 2000 2 à, không ở đây trồng cần. Có tiền đúng không? Đâu. Sao nó mắc thế vậy? Cái này đợt lúc đấy nó mới ra. Mới ra hả? Mầm loại này nó xịn. Ừ. Mà mua 2000 bằng xe à? Đúng. Đúng phải không? Đúng phải. Trái này. Đây đường Canterbury này. Ừ. Để trái đến Bánh Thao. Rồi, đi. Ok, nhìn kìa. Đừng lớn nó rẻ. Rồi đi. Anh có bị che không? Không. Gương nó bên kia khác. Không bị tắt đèn ấy, mình đi đến cái này gặp đèn nhiều. Ừ. Mình dừng cái này mất bao nhiêu rồi, và bao nhiêu thời gian rồi. Đi đường không có đèn đỏ ấy, quẹo được không? Quẹo được không? Quẹo thôi. Này nọ nhiều à? Anh bị qua bao nhiêu chẳng đèn ấy? Đâu. Thắng này cái đạp cái nó hút một mớ mẹ như uống nước. Úc cháy rừng anh đã ủng hộ chưa? Chưa. Em chuẩn bị ủng hộ cho nó. Ủng hộ chắc là trăm. Trăm hả? Ủng hộ khi nào? Ở đâu? Trên mạng ấy. Trên VDS nó... Ngoài anh nó cháy rừng như vậy mà khùng đi bỏ tiền nó bắn pháo bông. Không thì lễ hội thôi. Việc nào ra việc đó chứ. Nước đang buồn thì mẹ bắn pháo bông ăn mừng. Mẹ bắn pháo bông tốt nhỉ?
nhiều lắm cơ. Thì biết rồi. Đây kia, nhìn nhỉ. Xe nó còn nhiều, nào đá ra quá, mẹ đừng đi nữa chứ. Đây là chúng anh chỉ cho thằng Quân cái xe này độ rẻ đó, rẻ nhất. Cái này đúng không? Không, không phải. Giờ chúc Quân coi mấy cái xe rẻ đây ăn. Rồi Quân qua cái xe này. Cái xe Apex gì? Apex gì? Hình như là anh xem hay Apex gì đó. Apex. Nó nằm đường đường Hemingway quay á. Woodview ấy. À Woodview Hemingway á. Đâu Woodview, Woodview đúng rồi. Rồi rồi. Cái là chị anh á. Cái xăng nó rẻ hơn mấy cái xăng rẻ khác nữa cơ. Tại vì chỗ đấy kiểu là nó không có được thuận tiện á. Nên là ít người đổ ấy. Thì nó phải giảm giá để có người đổ. Hiểu không? Đi mẹ thà ăn ít mà số lượng nhiều còn hơn là đủ má là ăn nhiều mà đéo có người đổ, hiểu không? Tao trước anh ở nhà chị anh mà anh đi mẹ cái chợ video của anh bò rồi mẹ anh thuộc hết đường rồi mẹ. Cho nên là ngày xưa anh cứ buồn buồn á, thì mẹ cứ lộ bộ chồng chồng ra cây xăng đứng ngó. Tại đâu có xe đâu. Thế cái là mình từ Việt Nam mới qua mình chưa biết nước Úc à. Thì mẹ cứ giả bộ đội bộ giúp người dân chơi. Mẹ nhưng mà mặt ngáo nhìn đéo. Tiếng không thành vấn đề, thường thường là cái tâm lý như vậy. Bữa đấy tôi đang quay hả?
quan à. Trên đồ công rồi đó. Ờ. Nhưng mà giới thiệu quay thiệu này. Và cái gió này to đấy. Ừ. Ông này ông độ cũng rẻ lắm. Trời mưa kìa. Dây dứt chú suốt ngày. Ông hôm nay ông làm thì rẻ như vậy. Hôm nay kể, hôm nay làm cho nó việc nhẹ. Mẹ ngày mai nó bắt làm gấp đôi. Nó bảo hôm qua ông làm việc nhẹ. À được.
cái xe của thằng Linh á. Ờ. Đụng rồi. Đụng sao ấy? Thằng Linh cái đụng. Dạ. Đụng như nào? Nói chung là chắc nghĩ là chắc mất. Cái xe nó cũ rồi. Mà đụng rồi chỉ có ra tiền thôi còn khẳng quá. Tài ông bắt đèn không? Cái gì? Chắc còn tài mà. Ông có bắt đèn không? Không. Nó đụng như nào chứ? Với cái là thằng Linh nó cũng mất mạng cái tài á. Hiểu không? Kiểu mất mạng nó không chán này. Vì trong người không được thoải mái chạy, không thiếu tập trung thì xe. Thưa mày. Tài cũng đụng xe nữa. Đấy, chú cả. Chú bảo á. Thằng Tài á. Nó đi làm gọi là người làm cho nó không vừa ý rồi nó cứ cầu nhà cầu nhau nó chạy xe đụng ta. Cái xe ben của ông ấy. À, rồi. Thì mẹ lúc mà anh vô á, là có ba thằng thợ phụ. Chú với hai thằng kia. Chú Thành với hai thằng kia. Đó là anh nghỉ, thì mà hai thằng kia nghỉ. Còn có em chú Thanh à. Cái tụi anh bảo thì mà chú Thanh chết chú Thanh đủ má có một mình à, đi phục vụ làm chết bà luôn đó. Yeah. Tại có mình chú Thanh chú phụ cho Tài thôi. Ừ. Thì phụ cho mấy thằng làm việc phê lắm. Xong rồi mẹ làm không vừa ý nó bảo ông làm như vậy. Đi.
mà sao anh kể ví dụ đến 21 đó nó kêu anh làm thì anh còn quên đi nữa. Tại vì nó bảo là nó bây giờ giờ nó chưa có mua được gạch nên là nó chưa có làm. Tại vì như vậy này, hôm nào á nó kêu anh đi mua gạch cho nó phải không? Thế là anh mua là amber nó bớt cho anh còn 15 đồng một mét thôi, gạch 300 nhưng mà thì mẹ nó anh cũng nói với nó bảo tao chở cho mày cái delivery cho mày, tao lấy 100 đồng tiền delivery, nó đồng ý. Xong cái anh tăng thêm 2 đồng nữa thành 17 đồng không cho mình trên gian á, không cái nó bảo 17 đồng mắc quá, cái nó bảo để tao mua gạch nhá, lần nó bảo nó mua gạch à? À, anh lấy thêm tiền delivery lấy thêm 100, rồi anh lấy thêm 2 đồng, em hiểu không? 15 đồng anh tăng lên 2 đồng thì 17 á, 30 thước thì anh trừ có 1 lần nữa. Chơi kìa, chơi con kia ra kìa, chơi con béo ra kia đi.
chờ ra mu luôn đến đâu được rồi. Mày xong rồi. Với trừ quân chơi gái á, quân chơi ghẻ, quân thích